Thưa quý vị và các bạn, vùng đất ngập nước Tam Giang Cầu 2 là hệ đầm phá nước lờ lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích gần 22.000 hecta mặt nước, kéo dài trên 68 km dọc bờ biển của Thừa Thiên Huế. Với tiềm năng này, hệ đầm phá Tam Giang Cầu 2 có vai trò quan trọng đối với phát triển dân sinh, kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2009, Chính phủ đã có quyết định 1955 để đưa hệ đầm phá này trở thành vùng có điều kiện phát triển kinh tế khá của tỉnh. Tuy nhiên, qua gần 13 năm thực hiện, kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2 vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Mới đây, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục ban hành quyết định số 865 phê duyệt đề cương đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2 đến năm 2030. Đây là bước đi kịp thời thúc đẩy phát triển kinh tế song hành thực hiện mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2 rộng lớn bao gồm 44 đơn vị cấp xã thuộc địa phận thành phố Huế và 4 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Hệ sinh thái ở đây được đánh giá là tiêu biểu của Việt Nam với tính đa dạng sinh học cao, trong đó nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế và đặc hữu. Đồng thời, đây là một không gian lớn cung cấp nguồn sống cho trên 332.000 người sống hoàn toàn hoặc một phần phụ thuộc sinh kế vào nguồn lợi đầm phá, chiếm 29,2% dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong nhiều năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng về giao thông, thủy lợi, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường. Nhiều địa phương đã tận dụng tốt thời cơ và tiềm năng sẵn có của mình để kích cầu phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch dịch vụ. Khu vực Đâm Chuông thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang là một ví dụ. Nhiều năm qua, dịch vụ du lịch kết hợp nhà hàng phục vụ các món đặc sản địa phương rất thu hút khách, đặc biệt là sau đại dịch. Địa phương đã làm tốt công tác quảng bá, khuyến khích người dân địa phương làm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Trong những năm qua, để bảo tồn và phát huy những cái giá trị trên Đâm Chuông, thì Đảng ủy ban xã đã có cái nghị quyết để về phát triển dịch vụ du lịch trên Đâm Chuông. Thì trong thời gian vừa qua, một số bà con cũng đã đầu tư cái hệ thống nhà nổi trên Đâm Chuông để thu hút kỳ lượng lớn hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh về ăn uống và nghỉ dưỡng tại khu vực sinh thái Đâm Chuông. Thì đây là một trong những cái hiệu quả bước đầu mang lại, vừa là tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã cũng như tạo điều kiện để phát triển cho các cái hộ kinh doanh và các cái lực lượng lao động nhàn rỗi trên địa phương. Như vậy, để thu hút được cái nguồn du khách sắp tới mỗi ngày một đông hơn, thì địa bàn xã cũng đã quan tâm hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho các cái doanh nghiệp, các cái nhà hàng, người ta vay vốn để sẵn tiếp tục đầu tư tại sản xuất để như mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ trên Đâm Chuông. Thành công bước đầu của một số địa phương thuộc vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2 có thể được xem là kết quả của quyết định 1955 của Chính phủ gần 13 năm trước. Hiện nay, vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2 đã được khai thác với diện tích khoảng trên 7.000 hecta, bước đầu hình thành các tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và dịch vụ du lịch trên vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và đặc trưng của vùng. Chất lượng nguồn lao động còn thấp so với yêu cầu phát triển. Là vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai, biến đổi khí hậu nên thu nhập của người dân vẫn còn bấp bênh. Phải nói rằng là cái tiềm năng để phát triển kinh tế thủy sản của vùng đầm phá Thừa Thiên Huế rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta chưa có sự phối hợp chặt chẽ để mà phát triển các cái tiềm năng này. Đặc biệt là đối với cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, thì chúng tôi cũng đã đưa vào các cái chương trình ứng dụng để nghiên cứu ra các cái quy trình sản xuất cũng như là các cái giống thủy sản. Nhưng mà việc ứng dụng đó cho người dân vào sản xuất thì người dân cũng gặp những khó khăn nhất định. Thứ nhất là cái quy hoạch vùng nuôi trồng. Thứ hai là về cái hạ tầng vùng nuôi cũng chưa được đầu tư để giúp cho người dân phát triển cái vùng nuôi trồng. Thứ ba là việc lồng ghép các cái chương trình hỗ trợ cho người dân để người dân phát triển cái chuyên canh, những cái vùng sản xuất chuyên canh gắn với cái nhu cầu tiêu thụ của doanh nghiệp mà chưa cao. Từ thực trạng trên, đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2 đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đã nêu rõ cần phải ưu tiên các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển thủy sản, phát triển nền nông nghiệp sinh thái phù hợp với đặc thù của vùng đầm phá, đưa du lịch thành ngành kinh tế chủ lực song hành với việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bảo vệ môi trường cảnh quan vùng đầm phá. Đây là các nội dung trọng tâm cần phải giải quyết cùng với các cơ chế chính sách đặc thù phát triển của vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2. Chúng tôi cũng đã tham mưu cùng với ngành tài nguyên môi trường để có những cái vùng bảo tồn những cái vùng đa dạng sinh học
vùng nuôi trồng thủy sản có cái tính bảo tồn các cái gen đặc hữu này, cũng đưa vào cái chương trình bảo tồn gen để mà phát triển các cái nguồn gen của các cái sản phẩm này. Và hiện nay chúng tôi đang triển khai một số cái dự án để mà sản xuất thử nghiệm rồi các cái loài giống cá. Và đặc biệt là sắp tới chúng tôi sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh có một cái chương trình phát triển bền vững sinh kế cho người dân, trong đó gắn với cái việc khai thác các cái loài cá bản địa, các cái loài hải sản đặc hữu, gắn với thương hiệu, gắn với chất lượng sản phẩm và gắn với cái thị trường đầu ra cho sản phẩm. Có thể nói, phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch trên vùng đầm phá đã tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho nhiều người dân ven đầm phá, mở ra hướng làm ăn đầy triển vọng cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn của tỉnh theo hướng tích cực. Đây là điều kiện cần thiết để đưa khu vực chiếm gần 30% dân số tỉnh làm giàu bền vững, góp phần đạt mục tiêu kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết 54.